Nhiều bạn hy vọng rằng kem chống nắng V7 này có thể chống nắng, để chỉ dùng một lần lên mặt luôn để đỡ phải mất công dùng thêm kem chống nắng, mất công bôi kem chống nắng thêm lần nữa. Vì là sản phẩm của nước ngoài nên nhiều bạn cũng không biết thông tin về sản phẩm này, và không biết liệu nó có khả năng chống nắng hay không. Thì bạn nhớ là kem V7 Toning Light không có khả năng chống nắng các bạn nhé. Vì đây là kem dưỡng da trang điểm thông thường nên không có thành phần kem chống nắng trong đó. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhiều bạn thắc mắc kem V7 Toning Light có chống nắng không? Để còn biết dài dưỡng da ban ngày luôn, đỡ phải dùng thêm kem chống nắng vừa đỡ mất công bôi kem, vừa đỡ tiền mua kem chống nắng nữa. Thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói rõ hơn, cho các bạn biết để còn mua nhé. Tất nhiên là bạn nên bôi chống nắng sau khi bôi kem V7. Vì kem V7 không có khả năng chống nắng như các loại kem chống nắng thông thường khác, nên bạn phải sử dụng thêm kem chống nắng để đảm bảo da của bạn được bảo vệ không bị tác động bởi tác hại của các tia UVA, UVB gây ra bị lão hóa hay sinh nám da. Bạn có thể dùng loại kem chống nắng nào cũng được nhé. Miễn sao loại kem chống nắng đó phù hợp với da của bạn và hợp khi bạn kết hợp cùng kem V7 nữa. Vì có một số loại kem chống nắng hợp với da bạn, nhưng khi dùng cùng với V7 thì nó không hợp và có thể làm da bạn bị kích thích. Do các chất giữa hai loại kem nó không tương thích với nhau dẫn đến gây kích ứng da bạn. Nhiều bạn cũng hay hỏi shop là dùng kem V7 có bị bắt nắng không? Kem V7 không bắt nắng, nhưng khi sử dụng bạn vẫn nên xài kem chống nắng nữa, để da được bảo vệ. Vì không chỉ nắng mà các bức xạ khác cũng ảnh hưởng tới da không kém gì ánh nắng cả. Vì có thể thêm thành phần chống nắng vào kem dưỡng V7 Toning Light, sẽ đẩy giá thành lên cao. Trong khi kem V7 vốn đã có giá cao rồi, mà bán cao hơn nữa thì rất khó cạnh tranh với các sản phẩm khác. Hơn nữa nhà sản xuất cũng muốn kem dưỡng sẽ có công dụng tốt nhất chính là dưỡng da. Khi có thêm thành phần chống nắng, thì có thể làm giảm đi khả năng dưỡng da thì không tốt. Và phần lớn các thành phần có chức năng dưỡng trắng thường không tương hợp được với các thành phần chống nắng. Do đó khi trộn các chất này làm với nhau chúng có thể xảy ra phản ứng hóa học, làm giảm hoặc làm biến mất các tác dụng dưỡng da vốn là điểm mạnh của các thành phần trong kem. Đó là những lý do mà kem dưỡng và kem chống nắng luôn tách rời nhau. Chúng hiếm khi được có mặt trong cùng một loại kem vừa dưỡng vừa chống nắng. Nếu có thì hiệu quả không cao bằng tách riêng chức năng của từng loại kem. Như vậy qua video này bạn biết được kem V7 Toning Light có chống nắng được không? Và bạn cũng đã biết được kem V7 không phải là kem chống nắng, và chúng không có khả năng chống nắng. Nên nếu xài kem này vào ban ngày, thì bạn nhớ bôi thêm kem chống nắng để da được bảo vệ và dưỡng tốt nhất. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.